strongly find. And today we are going to learn present simple overused with adverb of frequency. And I will explain you how to use it, the adverb of frequency, how many percentage of uses. Okay, go on together. Okay, use circumstances. Number one. The present simple use with adverb of frequency. The present simple is used with adverb of frequency. Chúng chưa mơ một số mấy nhưng review này khó hỏi mà thì mỗi những cái mỗi ấy thì mỗi những sự cảm mà phim action that happen again and again chúng đi mỗi những pra về thì mỗi những sự cảm phim được cả lăng chia tốn tất đại chia tốn tùm lọt thì pi dùng pra present simple nằm bên chia âm pi pratica và present simple bên chia âm pi pratica thì bay thì bây giờ pra present simple chỉ mùi nâng pratica đại vì cả lang và đại cả lang chỉ mùi dùng dạng pi u và happen with long time thì bốn nhưng pra bên chia âm pi future time thì bốn nhưng bên chia âm pi nhưng pra present simple nằm bên chia âm pi pi về tên là cột chỉ mưa màu tipram number 5 the present simple is used with adverb of frequency squal ta adverb frequency nung chi sai ha yeung prah ve yang mach chi mu nung present simple chung yeung tau nung ok kia na chung yeung meul adverb of frequency mean doi chi doi kla adverb of frequency such as adverb of frequency mean đôi chi kỳ khắc such as adverb of frequency never, often, rarely, sometimes, usually và tổng hợp nâng vi sao ta chi adverb of frequency và chi mưa đọc nế sometimes sometime as adverb of frequency usually
usually, but usually, generally. Rarely, rarely, rarely. Frequently, but that on them. Okay. All these call adverb of frequency. In terms of them, we have adverb of frequency. But which is always, neighbors, often, rarely, frequently, sometimes, usually. Generally, đó nó cứ cái hai thứ adverb of frequency. Nhưng mà use các đặc trưng của việc này, chúng ta dùng adverb nâng và mạch lạc. Tí mùi và lại còn đặc trưng robot adverb of frequency tí mùi. We often use adverb of frequency with present simple. Chưa tra bắt mùi viết. We often use adverb of frequency with present simple. Dương tay và dương tay nhập ra dương ra adverb of frequency chỉ mùi nâng present simple chứ mư graphic tự hợp nế và phải to một biến zero percentages 50% takes 100% takes. Mình chắc mình phải to viết mình lạc nạ bao viên cùng nó một con á. Đâm bây cùng nói dưới trần lòng. Và viết never, usually, sometimes, rarely, often, frequently. Ông ổn nâng dương bà tam phải to bao viên, tam lạc nạ bao viên thiện rồi bao viên. Ta never bị khát là mạch, usually dương bà bà dương mạch, sometimes bà dương mạch á. Lớn như mươi thử học biến chi never. Never cứ never nó cứ nâng nông chẳng vật mũi ngay chẳng vật. Cứ ở đây ớt ở ớt nghi những các lá này. Thì là never đại bản thứ này. Chẳng. Và biết nâng cứ chỉ biết đấy. Cầm rõ đúng không? Mà đại bản thứ. Cảm ơn khi bao nhiêu nâng cứ cầm hóa đại bản thứ thì never. Rarely, rarely có chia nước nông chẳng lập chẳng lòng không nè, rarely không rõ được cái này nè. Not often, not often. Not often. Chẳng chẳng lòng. Chứ mơ cạp rạp rạp vào viết, thiệt rồi viết cứ nơi cho lòng. Never, né? Rarely, not often. Chẳng hẳn nó cảm thiệp nó cứ nơi cho lòng vì sâu mô cho lòng nâng. Và phải còn viết. Chứ mơ mà to chẳng vật. Mùa tiết cứ chẳng vật 2 sập thế rồi. 2 sập tác, 2 sập bằng cao lần. Sẽ cảm thiệp. Vẹn đá tác,
nâng vẹn đá tiết cứ ẩn cao đến 50% happens and 50% not happen. Such as, chứ mưu thịa rồi này ca pra phê con này ca pra adverb of frequency. Thế rồi vẹn đá cắt lăng nâng vẹn đá tiết ẩn cắt lăng hạt sắp thịa rồi cắt nâng hạt sắp thịa rồi chân cao như chi kì. Và sometimes là nâng vệ trớn cứ dùng hạt sắp sometimes. We use sometimes with an accent that happens a little bit, but not usually. Nhưng chúng ta sometimes chỉ muốn sự cảm mặc thiết đại dương thọp mà dương thọp cảm thấy như ai thọp phơi. Chúng mới bắt to tiếp được chi often, nè, cho lòng biết được chi often này. Chứ mưa ăn rồi phía rồi, usually. Và usually hai nắng, always. Và pi nắng cứ nâng nông trở lật nâng á. Phía rồi viết cứ trở lật nâng. Phải ạ, pi ní cứ nông trở lật ní. Phải ạ, bay ní, nâng nông trở lật ní. Viết phải con ní. Chẳng con là bác nè, adverb of frequency used with present simple such as never, rarely, not often, sometimes, often, usually, always. Tập on nó cứ hai thằng adverb of frequency. Chẳng như mưa bắt tọc tiết thả ta tiện mùi mùi nữa, adverb of frequency mùi mùi nữa. Dương pra lại là pra pra hoa viết, dương pra dạng mệnh. Và dương pra dạng mệnh và vì ai hiện khác ai đã bị mục ai đã bị cao ai đã bị đá giảm mất nhưng mưa được hoặc nên là vẫn đấy. They go before the main verb the main verb. Chẳng adverb of frequency cho nên tiếp bí cứ mình là thà go before main verb vì nơ bị mục kệ giả sắp bóng cùn rư hẳn kệ giả sắp xóm xóm khăn vì nơ bị mục giảng mất. But after the verb to be còn tại vì but after the verb to be. Còn ta vừa nơi cho bị cày, vì nơi bị mộc men vớp. Còn ta vừa nơi cho bị cày, kệ để giả sắp thú to be. Và chẳng là chỉ pin nữa, chỉ một chuyện ngọc nết. Nơi bị mộc men vớp, còn ta nơi bị cày, kệ để giả sắp thú to be. Chứ mưa u từ họ. Example. I usually go to bed. I usually go to bed at 12 p.m. In a main verb, in a to be, I go to bed at 12 p.m. Chống châu xâm ra châu kính nơ máu đọc pi bà đọc pi cứ nhóm tay để châu kì nha bà học đàn lưu vì mong đọc pi á
chẳng mùi na chỉ mền vớt mùi na chỉ thú thú bì bà mưa có top tiệt na đi về bà usually nhưng tha với nó nè mốt ấy go before man men verb bà go before man men verb bà chỉ mơ một tọp tiệt I don't often go swimming I don't often go swimming bà chỉ rưỡi rưỡi khi em ở từ hai tập tiền bà khi mà từ hai tập tiền bà vừa mình tới ai đừng vừa mình chơi hai đừng vừa mình cho chết một tập bà như là từ mùi ná chi mình nhưng mà đọc tiền mùi ná chi mình vớt mùi ná chi kể ra sắp thú thú bì cho bị mốc mình vớt bà men verb begin it go mà cho to be go to bed bà đi cho bị mốc nơi bị cao bà đi mưa bật top nét đi mưa ở toán before men verb còn but after the verb to after the verb to be after the verb to be bà chỉ mới chuẩn lệch ra ra rồi bỏ adverb chuẩn lệch tí 7 ta dùng ra mà được chuẩn lệch tí 7 nhé chỉ mới ấy sometimes and usually sometimes and usually trong ô tô cục ông món là ông ô tô biết mọi người one two sometimes and usually sometimes and usually can also come at the beginning chẳng adverb pi ni dương chẳng nằm đó sometimes and usually sometimes and usually vì ai nơ bị múc rứ cô vì ai nơ bị lực hàng chồng và dương ai pra đặt về hàng chồng của bán dương ai pra với đặt hàng hàng múc của bán này adverb pi đúng đấy và vì nơ bị múc có tử vô của bán vì nơi bị cao thì bị dụng của bạn này chúng tôi ủng hộ thì bảy see example 3 I sometimes I play card
Sometimes I play card. Be class me sometimes. Be class to khiom lay B. Ba khiom lay B. Chúng mình cho nó bị mục, cho nó bị mục bị dụ. Giờ mà cho bị cao rồi, chúng mình cho bị cao rồi đấy. Thì nên đôi chỉ muốn nâng, dù lúc đâu đi thì I do something with my son son usually. Nhưng đặt đặt lực do kiểu như đã hàng khỏi mất hào vậy. Chẳng việc pi nó như chăm của học tiên đấy. Việc pi là những ai pra trả lạc ban bị mục, ai ban bị cao. Cứ miền được việc ta xăm tháng hơn nâng usually đi. Chẳng
Adverb chẳng buồn nó cứ mình ai thưa cá lắc đầu đôi mu đôi à thành là tìm mình bà chứ mơ là đi never đi cứ giờ ai thưa đi đôi đưa đi bà lên đó not nhưng đặt not cũng khăn luôn đấy bà never ai gì đấy đó à đây never ai go to the city cinema bà học ăn chân bán đấy bà nó cứ quay cháo ấy dù nó cứ ăn đâu thì bà ai tra này vừa được một lần bàn đấy đó bà ở bên đó quay cháo no nhôm cầm rò nâng nền dây chỉ mũi nâng nâng niên bạc nhôm cầm rò nâng dây chỉ mũi not bà dựa như thế này not really I really I speak with her bà họ đặt ra cho bà nên đấy okay, you move number five, every day. Every day. And every night. Every night. Goes to the den. You move it every day. Hand up it every night. Could we know a crowd joke, nah? Examples, he phoned me
Every night. Qua call nhưng mà giúp nó. He phone me every night. Chị mơ được không nè? Bị ní, bị pi ní. Cứ vì màu nơ khẳng cao ý. Nơi pro vô với chơ nơ khẳng cao ý nha. Every day and every night, etc. goes to the end. For example, he phone me every night. Okay, thank you very much for concentrate my presentations.